Hôm nay Gold Product của chúng tôi đã có một cuộc phỏng vấn đặc biệt để tìm hiểu về kỳ thi Đại học Quốc gia năm nay. Em đã ra trước 1/3 thời gian, em có suy nghĩ gì về Đại văn năm nay không? Em nghĩ Đại văn năm nay thật là dễ, không có gì khó cả. Đại văn năm nay là trong suy nghĩ của em. Em và các bạn hầu như đã trúng tủ câu nghị luận văn học và câu nghị luận xã hội lần này. Em nghĩ là Bộ Giáo dục lần này đã giúp đỡ bọn em rất nhiều. Cảm ơn Bộ Giáo dục. Em nghĩ kỳ này văn của em nằm trong khoảng từ 9.5 đến 10 điểm. Và em thấy thật tự hào về môn văn. Và sau đây chúng tôi xin phỏng vấn giáo sư Mai Thị Lụm, người đã ra đề thi văn trung học phổ thông năm nay. Và thầy có nhận định gì về đề năm nay không thầy? Xin chào tất cả mọi người. Và tôi, theo như tôi được biết thì đề văn năm nay khá dễ đối với các em, nên tôi nghĩ điểm văn năm nay sẽ cao hơn năm ngoái. Và sau đây là mời thầy Xét Văn Xuất sẽ ra nhận định về đề toán của chúng ta năm nay. Ủa thầy Xuất ơi, thầy Xuất ra chưa thầy Xuất ơi? Quay rồi nè thầy Xuất ơi. Tôi á, đề thi năm nay hoàn toàn không khó. Phân loại được học sinh, các em có thể dễ dàng lấy được 9.5 nếu các em học kỹ các bài tập trong sách giáo khoa. Cảm ơn thầy Xét Văn Xuất đã cho chúng tôi những lời phê bình rất là chu đáo này. Cảm ơn thầy. Em thấy đề thi toán năm nay như thế nào? Em thấy đề thi toán năm nay cũng dễ, mà nếu mà em mà làm hết đó thì em không biết đúng hay sai. Dạ được. Đi nhẹ cầu đi mày ơi. Okay. Đề toán năm nay mà chữ quá trời chữ luôn, bởi vì em thấy là rất là dễ đọc luôn á. Em cũng biết nữa. Nếu như á mà so sánh cái đề năm ngoái á thì em có chắc chắn là em được điểm cao rồi, mà đề năm nay nó khó chỗ đó rồi đó. Tính em tới rồi cái hồi gần cuối em ngồi tính lại tất cả kết quả thì em cỡ 9.5 à. Gì 9.5? Mày đã 0.25 nữa mày, đúng không mày? Nghĩ gì về đề toán năm nay không, có khó hơn năm ngoái không em? Anh muốn biết suy nghĩ của em. Thì cái đề năm nay nó khó phải linh hồn. Cái chữ á thiệt chứ, đọc cái đề đó là toàn là chữ luôn mà. Thề luôn nha, 97 được lệ nhất nha. 97 cực kỳ lệ luôn. Đề tụi nó gộp lại đúng dễ, còn đề hôm nay nó bị phải luôn á. Nhưng mà tao nói cái đề nó dễ lắm. Trời ơi, cái đề nó tuổi xưa. Gì? Mày nói gì? Yeah. Is it too late now to say sorry? 'Cause I'm